Trong vòng 2 năm bắt kịp Âu Dương Xuân, thế không thể đỡ. Nhưng mà ở Hà Bắc đâu đâu cũng là kẻ thù. Người trong Hắc Đạo quân dục đều rất muốn giết Âu Dương Xuân để hả cơn giận. Mà ngũ quỷ trong đó cũng công bố thiên hạ. Ngày 16 tháng 10 năm Tân Sửu, Âu Dương Xuân biệt tích giang hồ. Âu Dương Xuân, thê tử ngươi đang ở trong tay ta, mau ra đây chịu chết đi. Các người làm vậy chỉ uổng công sức, Quỳnh ấy không hề ở đây. Được thôi, nếu hắn không chịu ra đây, ta sẽ giết cô để tế các huynh đệ ta. Kiếm hiệp làm Nhất Đau, quả không đến với vợ con. Các người muốn tính sổ, cứ nhắm vào một mình ta đi. Quả không đến với vợ con. Người phá tan như ban của bọn ta, truy bắt bọn ta khắp nơi, đẩy bọn ta vào đường cùng. Thề vì các huynh đệ ta lưu lạc khắp nơi, món nợ này ta phải tính với ai đây? Vì trách các ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, bất cứ ai cũng muốn trừ khử. Đại ca, đừng nhiều lời với hắn, hôm nay phải bắt hắn chết không toàn thây. Thí điệp này đi trước đi. Thí điệp. Thúy Điệp, Thúy Điệp, Thúy Điệp là sao rồi? Thúy Điệp là được chết mà. Thúy Điệp, Thúy Điệp, Thúy Điệp. Ta liều chết với các ngươi. Nhị đệ, không được chạy. Thúy Điệp, các vị huynh đệ, mối thù của mọi người ta nhất định sẽ trả. Đại sư, ta muốn hỏi Thí chủ, hôm nay thật ra là ngày gì mà nơi này nhiều người quá vậy? A Di Đà Phật, họ đều là những thiện tín đến siêu độ cho Tịnh Không. Thì ra những người bị giết đó đúng là huynh đệ lúc trước của Thúc sao? Từ sau khi Thúc quy ẩn giang hồ, họ vì tránh khỏi sự truy giết của kẻ thù đã mai danh ẩn tín, đều phân tán khắp nơi khác nhau để sống ẩn cư. Mà điều càng không ngờ là về vụ của Bách Dụ Xanh trong giang hồ năm xưa, lại chính là cao tăng Tịnh Không của Cam Lộ Tự. Hơn nữa, trong bao nhiêu năm nay, Tịnh Không vẫn luôn thu thập các loại tin tức cho giang hồ, âm thầm viết lại cuốn thủ ký này. Vậy có nghĩa là nói không chừng trong cuốn thủ ký này có manh mối liên quan tới hung thủ. Nhưng mà manh mối đó sẽ là gì chứ? Đúng rồi nhị Thúc, Thúc có thấy chuyện này là do Lâm Nhất Đao làm hay không? Năm xưa hắn phế võ công của Thúc, giết chết nhị Thẩm. Giờ đây chắc hắn không phải quay về đuổi cùng giết tận chứ? Thúy Điệp! Nhị Thúc! Nhị Thúc à, Thúc không sao chứ? À, ta không sao, không sao. Không sao. Nhị Thúc, huynh đệ lúc trước của Thúc có người nào tên là Phạm Tinh, Tư Đồ Hùng không? Các người nói Âu Dương Xuân vẫn còn đồng bọn, vẫn còn sống sao? Đúng vậy. Lúc tôi với Thắng Nam điều tra nguyên nhân cái chết của Tịnh Không, vô tình biết được năm xưa còn có hai người từng giúp bắt hiệp Âu Dương Xuân. Một người tên là Phạm Tinh, hiện đang ở Kinh Châu, đổi tên thành Du Văn Chính. Còn một người là Tư Đồ Hùng, hiện giờ đã đi Lương Châu. Hai người có chắc chắn tin tức này là thật chứ? Ừ. Hung thủ là muốn nhắm vào đồng bọn của Âu Dương Xuân. Nếu để hung thủ biết được tung tích của hai người này, e rằng họ cũng khó giữ tính mạng. Bao đại nhân, chi bằng phái người đi bảo vệ cho họ đi. À đúng rồi, nếu cậu kêu là đồng bọn của Âu Dương Xuân đều đã mai danh ẩn tín, nếu vậy thì làm sao có thể dễ dàng để cậu tìm thấy được? Thật ra là chuyện này bạn tôi trong giang hồ đã nói cho tôi biết. Còn về huynh ấy từ đâu mà biết được thì tôi cũng không rõ. Chỉ có điều tin tức ở huynh ấy xưa nay đều rất chính xác. Nói thật đó bao đại nhân, ngài có thể không tin tôi. Mục đích tôi nói ra chuyện này chỉ mong là không còn ai phải chết oan nữa thôi. Được, Triển hộ vệ. Có. Cậu lập tức sắp xếp người đến Kinh Châu và Lương Châu, đến bảo vệ Phạm Tinh và Tư Đồ Hùng, tiện thể điều tra xem có thể nào tìm được manh mối của hung thủ từ hai người họ không? Ti chức tuân lệnh. Tháng 5, cô đi thông báo với mọi người, đợi tôi ở hậu viện. Dạ. Đúng rồi bao đại nhân, thật ra tôi còn một chuyện muốn hỏi thăm chỗ ngài. Nghe nói người cầm đầu của Ngũ Quỷ Lâm Nhất Đao năm xưa đại chiến một trận với Bắc hiệp Âu Dương Xuân, tiếp đó hắn bị thương nặng và bị cấm quân bắt đi. Không biết là bây giờ hắn đang bị giam ở đâu vậy? Hắn đã bị giam trong Tiên Lao mười mấy năm rồi, cứ luôn không được thấy mặt trời. Cái gì? Âu Dương Xuân vẫn còn đồng bọn chưa chết hả? Đúng vậy, nên tôi muốn hai cậu đến Lương Châu một chuyến, bảo vệ Tư Đồ Hùng. Dạ. Dương Triều mã hắn, hãy đi chuẩn bị cùng tôi xuất phát đến Kinh Châu tìm phạm nhân. Dạ. Nè, không được. Hai người họ còn đang điều tra vụ án của Tịnh Không. Nếu theo Quỳnh đến Tịnh Châu, lúc đó ai tra án đây? Được. Vậy tôi đến Kinh Châu một mình vậy? Chỉ bằng tôi đi cùng với Quỳnh. Tôi cũng là bổ khoái mà, và tôi hoàn toàn có lòng tin có thể làm tốt được chuyện này. Hơn nữa, nếu có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần có Quỳnh đều có thể giải quyết được hết. Nhưng mà chuyện này... Nè, chắc không phải Quỳnh đang lo sợ điều gì chứ? Nếu vậy thì cô cùng tôi tới Kinh Châu. Nhưng mà cô... Ê, nhưng mà Quỳnh yên tâm đi, tôi sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy. Được, xuất phát. Thắng Nam, con đứng lại cho mẹ. Con cũng là họ Âu Dương, điều tra vụ án này rất là nguy hiểm. Làm sao con có thể một mình đến Kinh Châu được chứ? Con quay lại, không được. Nếu lỡ như con gặp phải chuyện gì thật thì mẹ phải làm sao đây? Hơn nữa, con là thân con gái, sao có thể cùng Triển Chiêu hai người một nam một nữ cùng lên đường được chứ? Trời ơi, con chỉ muốn chính tay bắt hung đồ đem ra trừng trị trước pháp luật. Hơn nữa, Triển Chiêu Quỳnh ấy là người chính trực, con không sợ, mẹ sợ gì chứ? Cái gì? Mẹ sợ gì sao? Đã chết mấy người rồi. Ngay cả mẹ cũng biết chuyện này là nhắm vào nhị thúc của con đó. Không được, mẹ không cho con đến Kinh Châu. Quế tỷ à, trời ơi, sao mẹ không chịu hiểu vậy chứ? Mẹ không hiểu cái gì sao? Mẹ nói cho con biết, kẻ thù của nhị thúc con cũng đã tìm đến tận nhà chúng ta rồi. Chúng ta đem bán Lan Quế Phường đi. Ba chúng ta dọn đến nơi khác, mai danh ẩn tích, bọn người đó sẽ không tìm thấy chúng ta nữa. Không được. Tại sao vậy? Đã bao nhiêu năm rồi, để cứ luôn trốn tránh, còn phải trốn đến lúc nào chứ? Huống chi chuyện này cũng phải giải quyết thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không liên lụy hai người đâu. Trời ơi, gì mà liên lụy với không liên lụy. Thúc nghĩ xem, hiện giờ nhà Âu Dương chúng ta chỉ còn lại ba người. Thúc không đi, Tẩu cũng không đi. Thúc xem Ngô Ngọc Quế là người gì chứ? Tẩu đã hứa với đại ca của Thúc, cho dù xảy ra chuyện gì, Tẩu cũng phải bảo vệ Thúc. Đại Tẩu à, Tẩu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Trời ơi, nhị Thúc không sợ nguy hiểm thì sẽ không nguy hiểm. Thắng Nam, mẹ nói như vậy, con vẫn cứ đi sao? Lỡ như Lan Quế Phường thật sự xảy ra chuyện gì, con đừng có quay về nữa. Triển Chiêu nếu như có thể bảo vệ được con thì con cứ đi theo hắn cho rồi. Hả? Trời đất ơi, mẹ nói cái gì không biết nữa. Được rồi, đừng nói gì hết. Bây giờ con chưa thể đi được, mẹ nấu vài món tiễn con lên đường. Trời ơi, thật đúng là cả nhà chúng ta cũng không biết khi nào mới có thể cùng ăn một bữa cơm nữa. Quế tỷ. Nè, Thắng Nam, con cũng biết tính khí của mẹ con mà, khuyên không có được đâu. Tóm lại lần này con đến Kinh Châu, chuyện gì cũng phải cẩn thận. Nếu có tin gì thì báo cho Thúc biết ngay nghe. Thúc yên tâm. Nhưng tiếp theo sau đó, Thúc định làm sao đây? Chúng ta đang ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Hắn muốn dụ Thúc ra ngoài không dễ như vậy đâu. Thúc sẽ bắt hắn để lộ đuôi hồ ly trước. Vậy Thúc vạn sự phải cẩn thận. Thúy Điệp, về rồi à? Ta có mua cái này cho nàng nè. Vậy hả? Là cái gì vậy? Wow, đẹp quá. Ta cà giúp nàng nhé. Nàng thật là đẹp. Thúy Điệp à, ta hứa với nàng, đợi sau khi ta giải quyết xong vụ án này, ta sẽ lui khỏi giang hồ. Sau đó thì hai chúng ta sẽ có cuộc sống yên ổn bình lặng. Thật sao? Không phải hai người. Hả? Đại phu nói tiếp đã có mang. Thật sao? Vậy thì hay quá. Thật sao? Ta sắp làm cha rồi. Đúng vậy. Thật là hay quá đi. Ba người là ba người đó. Ba người. Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Thuốc dậy rồi sao? Bên này bên này. Đương nhiên rồi. Giờ này là giờ nào rồi chứ? Đã nhật lên tâm tuất rồi còn giờ gì nữa. Thánh Nam đâu? Sáng sớm đã theo Triệu Bổ Đầu ra ngoài rồi. Ê, trời ơi, thơm quá, thơm quá. Ê, canh này không phải là cho thuốc uống đâu, là cho Tử Lạc đó. Thuốc đó đi mà uống canh giải rượu của thuốc đi. Đây món này nè. Món này. Bá mẫu. Wow, người huynh toàn mùi rượu. Mau cay rượu đi. Uống rượu có hại sức khỏe lắm đó. Đâu có nhiều mùi rượu lắm đâu. Nhưng mùi rượu là mùi rượu, cay rượu là cay rượu. Không có rượu uống tôi sẽ đau lòng đó. Trời ơi, cứ đầu vậy đó. Tôi nhớ đừng có học theo nha. Ra tiếp khách đi. Nè, mau ăn đi. Ê, đại ca, hôm nay tinh thần rất tốt đó nghe. Ê, có thật là thúi như vậy không hả? Đúng vậy đó. Đại ca, bệnh của đại ca khỏe rồi chứ? Bệnh của đại ca đã sớm khỏi rồi nên mới kêu mẹ ra ngoài tiệm để chơi nè. Đã lâu không được chơi đá khúc cầu, đệ cùng chơi với đại ca nha. Đệ cũng lâu rồi không có đá. Lát nữa đệ ăn xong đến sân sau đá, có được không? Hả? Thật sao? Đúng vậy. Hay quá, hay quá. Được rồi, được rồi, mau ăn đi. Bạn tôi gọi đồ ăn nè, Tiểu Nhị. Được, tới đây, tới đây. Nhanh lên. Tới liền, tới liền. Ê, chỗ của chúng tôi có nhiều người làm như vậy, sao có thể để cô đi qua chứ? Ai cũng đều bận rộn hết, không sao đâu, giúp một tay thôi. Rốt ruột cho Quỳnh nha. Trà tới đây, trà tới đây. Mời khách quan dùng trà. Cảm ơn, cảm ơn. Đã thả cậu đặt uống trà đi. Để tôi phụ cho. Minh Nguyệt, những việc như vậy sao để cô làm được chứ? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không sao đâu. Mời khách quan dùng, xin mời. Minh Nguyệt, vất vả cho cô rồi. Cô còn phải chăm sóc con trai, phải giúp việc nhà cho chúng tôi nữa. Bản thân cô cũng phải chú ý sức khỏe. Không sao đâu. Dù cho cuộc sống có cực khổ cách mấy, tôi cũng không sợ. Bây giờ điều quan trọng nhất là thấy Tử Lạc sống vui vẻ là được rồi. À dạ. Làm lại. Ý, đánh hụt rồi, cô đệ nè. Ý, không được, chơi lại. Vậy thì chơi lại. Hay là như vậy đi, để nhị thuốc chơi cùng với Tử Lạc. Cô tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi. Tôi còn một đống việc phải làm nữa đó. Vậy thì đa tạ cô. Công rồi. Mi Tâm Nhất Đao. Nè 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 nè, Quỳnh đưa đệ về nhà Quỳnh để làm gì? Không phải Quỳnh, là mẹ của Quỳnh. Hả? Đi mau lên, mau lên. Hôm nay đích thân mẹ xuống bếp kêu mời đệ đến ăn cơm. Sao bá mẫu vô duyên vô cớ lại khách sáo vậy? Trời ơi, đừng nói nữa, đi mau lên. Về rồi sao? Mẹ, sao hôm nay có lòng mời tôi ăn cơm vậy bá mẫu? Cũng may là tôi giữ được đó. Ê, bá mẫu đâu rồi? Ê, bá mẫu, không sao chứ? Không sao không? Không sao, không sao. Vậy thì tốt rồi. Vào trong ăn cơm, vào trong ăn cơm đi. Đi vô trong đi, nhanh lên. Ăn cơm đi. Sao có thể như vậy được? Ta không tin người không biết võ công. Chà, sao hôm nay có nhiều món quá vậy? Cẩn thận. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? làm gì vậy? Nè, nè, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Trái bí mật. Quỳnh thực sự không biết võ công sao? Trái bí mật, tỉnh lại đi. Nè, trái bí mật. Nè. Xin lỗi nha. Tôi tưởng là Quỳnh biết võ công cho nên tôi muốn thử Quỳnh thôi. Nếu tôi thật sự biết võ công, tôi đã quăng cô từ đây ra ngoài rồi. Bây giờ tôi mới biết tại sao cô tốt như vậy. Mời tôi ăn cơm. Tôi tưởng Quỳnh cho tôi cuốn đao phổ đó là Tuyết Ẩm Đao Pháp cho nên tôi mới giết tôi diệt khẩu. Sau đó xưng bá võ lâm, độc bá giang hồ, có phải không? Ừ. Uổng công tôi tốt với cô như vậy. Tặng đao phổ cho cô luyện đao. Hả? Ai ngờ cô đem quán trả ơn, còn muốn lấy mạng của tôi nữa. Cô có thấy con người của cô nè, cô đã băng xong chưa vậy hả? Cô càng băng càng đau đó. Băng xong chưa? Được rồi, được rồi. Ừ, đem gương qua đây. Hả? Không cần đâu. Sao lại không cần chứ? Nhanh lên. Nè. Ấy trời đất ơi, ai trong gương mà đẹp trai dữ vậy trời? Chết rồi, đúng là nghiêm trọng. Ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra nữa. Dù gì tôi cũng là thiên hạ đệ nhất danh trạng sư. Anh tú đẹp trai như vậy, cục băng tôi ra đông nổi này, còn ai dám đến nhờ tôi kiện tụng nữa chứ. Xin lỗi mà. Nhị thuốc nè, uống thuốc đi. Uống thuốc đi. Phải đó, phải đó. Đừng có giận nha. Uống thuốc trước đi. Uống thuốc trước đi mà. Hả? Không uống. Tôi muốn đi ngủ. Không được. Uống thuốc trước. Uống xong rồi mới ngủ. Ngủ rồi mới uống. Giận rồi. Đừng có giận nữa mà. Người ta tưởng Quỳnh biết võ công nên mới thử Quỳnh thôi. Đừng có nhỏ mọn như vậy chứ. Trời ơi, đừng có giận nữa mà. Hay là như vậy đi. Để ngủ dậy rồi uống thuốc có được không? Minh Nguyệt, trời không còn sớm nữa, cô về nhà nghỉ ngơi đi. Để tôi tiễn cô cho. Đi, đi mau lên. Nghỉ ngơi cho khỏe. Quý tỷ à, tỷ có biết lai lịch của cuốn đao phổ đó không? Trời ơi, bạn của Thúc ấy đến từ năm hồ bốn biển, có khi giúp người ta cải thắng vụ kiện, vui lên thì cái gì cũng có thể tặng cho Thúc ấy hết. Sao tôi biết được đao phổ là do ai tặng chứ? Thật sao? Đúng vậy, có một lần Thúc ấy đến Biểu Châu giúp người ta cải thắng vụ kiện, người ta còn tặng Thúc ấy một cổ quan tài thượng hạng nữa. Minh Nguyệt, tôi nghe Thắng Nam nói là có phải các cô đang điều tra vụ án gì của Âu Dương Xuân? Các cô không phải tưởng rằng Thúc ấy chính là Âu Dương Xuân đó chứ? Đương nhiên là không phải rồi, không phải. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy cô hãy nhanh chóng về nghỉ ngơi đi nha. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi về nghỉ ngơi đây. Tỉ vào trong đi. Được. Đi cẩn thận nha, cẩn thận đó. Thắng Nam. Về rồi sao? Coi nè, xem tôi bắt được gì. Thỏ hả? Tối nay có món ngon để ăn rồi. Nè, Quỳnh còn nhớ món thỏ nướng đất sét làm như thế nào không? Đương nhiên là nhớ rồi. Nói ra bây giờ tôi còn nhớ cái mùi vị đó đó. Vậy lát nữa nhớ ăn nhiều vô nha. Nè. Nướng bên này. Đúng rồi. Nướng bên này. Được. Đừng để lửa to quá. Được rồi. Thêm củi đi. Để vô bên đó. Nhớ rồi. Cô đứa bé đang khóc. Qua đó coi thử xem. Có chuyện gì vậy? Nói cho tỷ biết đi. Có chuyện gì hả? Hả? Ê khoan, Quỳnh làm gì vậy? Làm như vậy Quỳnh cũng bị trúng độc đó. Hay để tôi đi tìm đại phu. Hai người ở đây đợi tôi đi. Đừng có đi đâu hết nha. Đừng sợ. Hả? Đại phu nhanh lên đi. Ở ngay phía trước kìa. Nhanh lên, đại phu. Ở ngay phía trước. Được. Nào, nhanh nhanh lên. Triển đại ca, Triển đại ca, Quỳnh làm sao vậy? Quỳnh tỉnh lại đi Triển đại ca. Kỳ lạ, đứa bé này không sao rồi. Đại phu, ông xem cho Quỳnh ấy đi. Được. Ê trời ơi, vị huynh đệ này bị trúng độc rồi, phải mau chóng điều trị mới được. Uống chén thuốc này rồi sẽ không bị sao hết. Phải chú ý nghỉ ngơi ha. Đa tạ đại phu. Vậy đại ca bên trong thì... sẽ không bị sao đâu. Cô cứ yên tâm, không có sao đâu. Đa tạ đại phu. Xin cáo từ trước đây. Được, đại phu đi cẩn thận. Thuốc sát xong rồi, Quỳnh mau uống đi. Đa tạ. Đã kêu là đợi đại phu tới rồi, sao Quỳnh lại không giữ lời chứ? Nếu đại phu tới không kịp, đứa bé xảy ra chuyện thì biết làm sao? Quỳnh đó, chỉ biết lo cho người khác, không hề nghĩ cho bản thân gì hết. Ở vị trí nào thì lo công việc đó chứ. Tôi chỉ làm hết sức mình thôi. Nói cũng phải. Giờ chúng ta có năng lực cứu người, đó là phúc phần của chúng ta. Cứu được người nào thì hay người đó. Đây đều là do cha của tôi dạy. Quỳnh quên rồi sao? Ba đời nhà tôi đều là bổ khoái đó. Nói thật là tuy Quỳnh thường hay la mắng tôi, nhưng mà đã làm việc với Quỳnh lâu nay rồi, luôn trông thấy Quỳnh cúc cung tận tụy với chính nghĩa. Ngoài cha tôi và Bao đại nhân ra, Quỳnh là người thứ ba khiến cho tôi phải khâm phục đó. So với Bao đại nhân, tôi còn kém rất xa. Bao đại nhân là ân nhân của tôi. Nhớ lại năm xưa, khi tôi chỉ là một tên tiểu tử làm càng đấu đá bừa bãi trên giang hồ, chính khí lẫm liệt của Bao đại nhân khiến cho tôi khuất phục. Sau đó tôi vẫn luôn đi theo Bao đại nhân. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Mỗi lần khi Quỳnh tra án đều chỉ lo cho người khác, hoàn toàn không biết tự lo cho bản thân. Người bên cạnh Quỳnh nhất định là rất lo lắng cho Quỳnh. Nam tử Hán đại trường phu vốn đã nên bảo vệ quốc gia. Nếu thường xuyên lo lắng những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt như vậy, làm người còn có ý nghĩa gì? Nè, tuy Quỳnh nghĩ như vậy, nhưng mà người không biết thấy Quỳnh lo cho đứa bé như vậy sẽ tưởng là đó là con của Quỳnh. Cũng không biết nói sao, nhìn đứa bé đó đúng thật là có chút giống con của cựu cữu tôi. Cựu cữu của Quỳnh? 10 năm rồi. Chắc nó cũng đã lớn. 10 năm? 10 năm Quỳnh chưa từng về nhà sao? Đúng rồi, quen biết Quỳnh lâu như vậy, chưa từng nghe Quỳnh nói tới chuyện gia đình của Quỳnh. Nhà của Quỳnh ở chỗ nào vậy? Trông như thế nào? Nhà tôi là nơi trồng đầy cây hoa quế. Bất luận là vào mùa nào, trong làng vẫn cứ ngửi được mùi thơm của hoa quế. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, tôi và mẹ của tôi còn cả đệ đệ nữa, cùng đi hái hoa quế, phơi hoa quế và làm bánh hoa quế. Bánh hoa quế của mẹ tôi thực sự mà nói là ngon vô cùng. Khi mà tôi còn nhỏ, tôi nhớ ngày hôm đó tôi chỉ có một mình, nhưng đã dám đi vào rừng để mà bắt con gà rồi. Tôi còn nhớ lúc đó cảm giác là mình không sợ hãi chút nào. Đại tẩu, xin tẩu dừng bước. Lần này nếu không có hai vị, con trai nhà tôi sớm đã mất mạng rồi. Thật sự đa tạ hai vị. Đại tẩu à, không cần đa tạ. Đây là điều chúng tôi nên làm. Tỷ nhất định phải trông chừng ca ca Quỳnh ấy vốn dĩ không biết tự chăm sóc bản thân đâu. Đại tẩu, trời không còn sớm, chúng tôi phải đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Phía sau đi theo, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hồ đại nhân có lệnh, để là Nam Bắc hết về cho ta. Mau. Dạ. Đứng lại tôi mà. Đứng lại. Để là Nam Bắc. Đừng có gì hết. Đi. Các người là ai? Người đâu? Bắt lại cho ta. Dừng tay. Tứ phẩm ngự tiền đới đao hộ vệ Triển Chiêu. Hả? Thuộc hạ tham kiến Triển đại nhân. Tham kiến đại nhân. Triển đại nhân, vậy đây chính là quyền lệnh bổn nguyện Hồ đại nhân. Triển đại nhân, thật hay quá, cuối cùng ngài cũng đã đến. Cầu xin ngài lần này nhất định phải cứu tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triển đại nhân à, chỗ tôi xảy ra án mạng. Có người bị giết, còn bị một đao chém ngay ấn đường mà chết. Một đao chém ngay ấn đường? Triển đại nhân, Kinh Châu chúng tôi là một nơi nhỏ, chưa từng xử lý vụ án lớn như vậy, nhưng mà lại nhận được chỉ thị của hình bộ phải xử lý nghiêm khắc. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào cho đúng đây, nên tôi đã hạ lệnh bắt hết tất cả những người đáng nghi. Hy vọng có thể tìm thấy một ít manh mối. Ông làm huyện lệnh mà làm ra như vậy đó hả? Lại ra lệnh bắt người bừa bãi. Thân làm quan phụ mẫu của lão bá tánh thì nên thỉnh mệnh thay bá tánh hô quán chính nghĩa. Thật không ngờ ông đi ngược đường hãm hại bá tánh. Ông tự kết thúc chuyện sơ sài như vậy thì có thể đại công cáo thành rồi sao? Ông có biết ông làm như vậy chỉ khiến hung thủ tiêu dao ngoài vòng pháp luật hay không? Đúng vậy. Điều này tôi cũng biết, nhưng mà tôi không biết phải làm sao hết. Như vậy thì tốt rồi. Hai người đã đến đây. Một người là ngự tiền tứ phẩm đế đao hộ vệ, một vị là nữ bổ khoái do hoàng thượng khâm điểm. Chỉ cần phá được án này, hai vị là đại ân nhân của Kinh Châu này luôn. Cầu xin hai vị dù thế nào cũng phải giúp giùm tôi. Nếu không tiểu nhân khó giữ được mũ ô sa, tính mạng cũng khó giữ nữa. Nạn nhân là học việc của phường Nhụm Giải, tên là Đặng Gia Phúc. Chúng tôi hỏi thăm được từ chỗ người quen của nạn nhân. 7 ngày trước, Đặng Gia Phúc sau khi tới tiệc cưới của ông chủ tiệm đất sét, ngày thứ hai đã phát hiện nằm chết ở ngoài đường. Quả nhiên là Mi Tâm Nhất Đao. Theo như cậu nói, Đặng Gia Phúc mấy ngày bị giết, tính thời gian thì đúng là ngày mùng 8 có phải không? Đúng vậy. Mùng 8? Thời gian Tịnh Không Cam Lộ bị chết cũng là mùng 8. Khoảng cách lộ trình từ Khai Phong tới Kinh Châu nhanh nhất cũng phải mất 2-3 ngày. Hung thủ sao có thể nhanh như vậy được? À đúng rồi, Triển đại nhân, Hồ đại nhân đã chuẩn bị xong phòng thượng hạng cho hai người nghỉ ngơi rồi. Không cần đâu. Lần này chúng tôi đến Kinh Châu là có một số nhiệm vụ. Chúng tôi đang tìm một người tên là Du Văn Chính. Lưu Bổ Đầu, ông chủ Du của tiệm nhuộm giải đã đến, hỏi là khi nào có thể nhận xác của người học việc của mình về. Vị này chính là Du Văn Chính mà hai người muốn gặp. Mời dùng trà. Đa tạ. Đa tạ. Gia Phúc là đồ đệ của tôi, tính tình đa nghi háo thắng. Lần này chết thảm cũng không biết có phải khi còn sống có gây oán với ai không. Ai nói vậy? Gia Phúc tâm địa lương thiện, không chấp tiểu tiết, không bao giờ kết oán với người khác. Bà xen vào làm cái gì? Mau vào trong làm việc đi. Không thích người ta nói chuyện như vậy. Thôi thì ông lấy người câm làm vợ cho rồi luôn đi. Chẳng ra thể thống gì. Không ngờ một vụ án nhỏ như vậy lại làm kinh động đến người Khai Phong phủ. Ông chủ Du, ông hiểu lầm rồi. Thật ra chúng tôi đường xa từ Khai Phong phủ đến đây không phải vì vụ án đồ đệ ông bị giết. Thật ra chúng tôi đến đây là tìm ông. Không giấu gì ông, chúng tôi đã chứng thực được Trần Minh, Triệu Quân, Tề Dụ đều chết dưới Tuyết Ẩm Đao Pháp. Chúng tôi cũng biết ông chính là Phạm Tinh, cho nên lần này tới tìm ông xem có thể nào tìm được một số manh mối mới hay không. Không thể nào. Âu Dương đại ca tuyệt đối không làm ra chuyện này. Hiện giờ vụ án chẳng có chút manh mối gì cả. Âu Dương Xuân lại không rõ tung tích. Tôi nghĩ ông cũng biết nhất đao ấn đường là chiêu thức của Tuyết Ẩm Đao Pháp. Tất cả những người liên quan đến Âu Dương Xuân đều bị hại, nên là chỉ có hiềm nghi của Âu Dương Xuân là lớn nhất. Và mục đích khác mà tôi đến tìm ông là lo lắng hung thủ sẽ tìm ông gây bất lợi cho ông. Không thể nào. Quỳnh ấy chắc chắn không phải hung thủ. Tại sao ông khẳng định Âu Dương Xuân không phải là hung thủ vậy? Tại sao các ông lại đổi tên rồi quy ẩn khỏi giang hồ như vậy chứ? Năm xưa, Triệu Quân, Trần Minh, Tề Dụ, Tư Đồ Hùng và tôi, chúng tôi đều là thám tử tình báo hợp tác với Âu Dương Xuân. Chúng tôi liên thủ, không biết đã thành công bắt được biết bao nhiêu gian tặc ác phỉ. Tuy là chúng tôi xuất thân thấp hèn, nhưng Bắc Hiệp chưa từng bao giờ chê bai chúng tôi thân phận thấp kém, là người tự nghĩa hào khí. Nhưng sau đó, cả nhà Bắc Hiệp bị kẻ thù đuổi giết. Về sau, 5 người chúng tôi cũng không được yên ổn. Trong bao nhiêu năm, Bắc Hiệp vẫn luôn là khắc tinh của Hắc Đạo, có cả chục triệu kẻ thù. Năm xưa sau khi Bắc Hiệp gặp nạn, giang hồ có rất nhiều người biết được 5 người chúng tôi với Bắc Hiệp có quan hệ mật thiết. Sau khi Bắc Hiệp trọng thương mất tích, những kẻ thù đó lại tính sổ lên đầu chúng tôi. Chúng tôi lúc đó... Lão đại, đứng dậy đi. Thế tử. Cẩn thận đó. Năm xưa, cũng may Trần Minh, Triệu Quân liều mình cứu tôi mới giữ được cái mạng này. Tuy là thoát được cái chết, nhưng mà vẫn không ngừng bị truy giết. 5 người chúng tôi vì giữ tính mạng, chỉ có thể mỗi người một nơi, từ đó mai danh ẩn tính. Cho nên, ông nhận định Âu Dương Xuân không phải là hung thủ sao? Bắc Hiệp đối với chúng tôi ân trọng như núi. Hơn nữa, Quỳnh ấy bị thương nặng mất tích đã lâu. Chỉ là không ngờ rằng Gia Phúc lại là người chết thay cho tôi. Không. Hung thủ giết hại Gia Phúc nhất định là một người khác. Ý của ngài là sao hả? Lúc nãy chúng tôi đã kiểm tra thi thể của Đặng Gia Phúc. Vết thương giữa ấn đường hơi lạ, chắc là đã bị rạch lên sau khi giết. Tôi cảm thấy có thể là có người đã lập mưu sau khi giết Đặng Gia Phúc, lại rạch lên đó một đao. Mục đích thật sự bên trong bố cục này là để người khác cho rằng đây là do người giết Triệu Quân đã làm. Rốt cuộc hung thủ là ai? Sao phải giết chết Gia Phúc? Vấn đề này cũng là điều mà tôi đang muốn hỏi đây. Ông chủ Du, trước khi Đặng Gia Phúc gặp nạn, có từng gặp người nào đáng nghi không? Lần cuối cùng tôi gặp Gia Phúc chính là hôm cậu ấy đi uống rượu mừng cưới dâu của ông chủ tiệm đất sét. Hôm đó cũng rất tối tôi mới về nhà. Tôi nhớ ra rồi. Hôm đó ở góc đường bên ngoài tôi cảm thấy có bóng người động đậy. Không ngờ qua sáng ngày thứ hai, Gia Phúc đã chết rồi. Chết người rồi kìa. Đi báo quan. Như vậy rốt cuộc hung thủ là ai? Tại sao phải giết chết Gia Phúc? Sao vậy? Xem ra hung thủ là nhắm vào ông chủ Du. Chúng ta đã bứt dây động rừng rồi. Nếu như hắn đã dám xuất hiện rồi, vậy thì chúng ta cùng đối phó tới cùng. Xảy ra chuyện gì vậy? Ông chủ Du, xem ra chúng tôi phải ở lại đây làm phiền rồi. Triển đại ca, cũng đã tối như vậy rồi còn ra ngoài làm gì? Ôi trời, đã nói hôm nay không rửa chân mà. Ra ngoài mau. Muốn làm gì thì cứ làm. Dù gì suốt cả ngày tôi đều có nhiều chuyện phải làm lắm. Ông cứ việc nổi dậy. Triển đại ca, Đã khuya như vậy rồi còn ra đây làm gì nữa? Ôi trời, đã nói hôm nay không rửa chân mà. Bà ra ngoài đi. Ông thích thế nào thì cứ như vậy đi nha. Dù sao thì suốt ngày từ sáng tới tối biết bao nhiêu việc phải làm. Ông cứ việc nổi cáu là được rồi. Nếu bà vất vả như vậy, được, tôi sẽ đóng cửa xưởng nhuộm luôn. Từ nay về sau chúng ta rời khỏi Kinh Châu, bà không cần phải bận nữa. Đóng cửa xưởng nhuộm đi? Những người làm đó phải làm sao? Cuộc sống sau này phải làm sao? Ông điên rồi hả? Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Đừng. Nhị thúc, thúc lại thấy ác mộng hả? Thợ muốn làm gì? Lúc mà thúc từ Cam Lộ tự đem mấy cuốn thủ ký này về đây, từ khi thúc biết được huynh đệ của thúc bị giết, là đêm nào thúc cũng thấy ác mộng. Tôi chỉ bằng tôi đem xé hết mấy thứ này đi. Không được. Xé nó đi. Không được. Không được xé. Bên trong này có thể sẽ tìm thấy được manh mối họ bị giết hại. Tới giờ này rồi thúc còn nghĩ đến mấy chuyện này. Từ đầu tôi đã nói với thúc, chúng ta cùng nhau rời khỏi Khai Phong. Thúc không chịu nghe. Tôi không thể đi được. Tất cả họ đều vì tôi mà chết. Chuyện này nếu còn không giải quyết, không biết sẽ còn bao nhiêu người bị liên lụy nữa. Tôi biết rồi. Thúc khăng khăng không chịu ra đi, chính là thúc muốn dụ hung thủ hiện thân. Nhị thúc. Nhị thúc à, thúc có nghĩ đến tôi không? Nếu lỡ thúc đúng là xảy ra chuyện gì, làm sao tôi xứng đáng với đại ca đã chết của thúc? Không được, thúc phải đi cùng với tôi. Không được. Lần này cho dù thế nào thì chuyện này nhất định phải chấm dứt. Tao cứ yên tâm đi. Tao không sao đâu. Tao đi ngủ đi. Thúc làm tôi tức chết mà. Thật là tức chết. Đại Hùng à, vào kho lấy vò rượu chân cất ra đây cho tôi. Đau đầu thì đừng có uống rượu. Uống thuốc đi. Sao hả? Cuối cùng cũng bị nha môn cho nghỉ tới đây làm tiểu nhị rồi hả? Hay thiệt đó. Tôi thấy cái đầu của Quỳnh sao cứ lúc nào cũng vậy tôi mà bị thương, cho nên mới nấu thuốc cho Quỳnh uống. Mắc công tới lúc đó Quỳnh có bị mệnh hệ gì đó rồi chửi tôi. Cô đừng có khờ quá. Chỉ dựa vào một cậy đó của cô mà khiến tôi có mệnh hệ gì hả? Cô đừng có hòng nghe. Thuốc đó đúng là vô lương tâm mà. Minh Nguyệt người ta chính là sợ thuốc đau đầu, sáng sớm mang thuốc tới đây sắc cho thuốc uống đó. Thì đó. Tốt bụng vậy sao? Nhưng mà mới sáng sớm, đen thui thì làm sao mà uống đây? Một người lớn như Quỳnh mà còn sợ đắng nữa hả? Thuốc đắng giả tật, Quỳnh có từng nghe chưa? Nhanh lên đi. Quế tỷ. Tính tiền. Trời ơi, nóng như vậy làm sao mà uống đây? Uống chút rượu trước, khi nào nguội rồi mới uống nha. Nóng đâu mà nóng, Quỳnh xem nè. Cam Lộ tự miếu hội, tôi muốn đi tham dự cuộc vui. Cam Lộ tự? Thuốc này tôi không uống nữa. Tôi ra ngoài một lát nha. Nè, thuốc đi đâu vậy? Cam Lộ tự đó. Thuốc không uống thuốc, thuốc tới đó làm cái gì? Chắc chắn là Quỳnh ấy đi xem đông vui rồi. Ê, Quế tỷ, hôm nay tôi không cần về nha môn, chúng ta cùng đi chung nha. Dẫn Lưu Tử Lạc đi. Được đó. Hay lắm. Trời ơi, hay thiệt. Trời ơi, cô kìa. Hay thiệt chưa? Để mình nghe. Trời ơi, hay lắm. Trời ơi, hay thiệt chứ nghe. Cô kìa. Con có muốn ăn gì không? Muốn. Ăn gì? Hồi lô được. Được. Lát nữa mua cho con tới. Hay lắm. Mau tới xem đi. Wow. Bây giờ tới thường ghê lắm. Hay thì lắm vậy mà biết diễn rồi. Cam Lộ Tự. Ai đó? Cậu là ai vậy? Thí chủ, sao thí chủ? Trụ trì, tôi đúng lúc đi ngang qua đây nên tiện thể đến thắp nén hương cho Tịnh Không đại sư. Vị này là... Tam nương là thiện tính của bổn sư, với Tịnh Không rất hợp nhau. Trước giờ hay quét dọn trong phòng cho Tịnh Không. Thì ra là vậy. Vị đại thẩm này, xin hỏi cô, hôm Tịnh Không bị hại, cô có từng đi vào trong này không? Còn nữa, cô có nhìn thấy người nào là khả nghi hay không? Nếu như tôi biết được thì đã tới phủ Khai Phong nói cho Bao đại nhân biết rồi. Bây giờ chỉ hy vọng Bao đại nhân có thể nhanh chóng phá án để cho Tịnh Không đại sư chết được nhắm mắt. Hay lắm. Hay quá. Ê, Quý tỷ xem kìa. Hả? Dễ thúc. Trái tim bạc. Đi, mau lên. Hay lắm. Trái tim bạc. Dễ thúc. Ủa, sao mọi người lại ở đây? Dễ thúc mới được tới, không cho chúng tôi tới đây hả? Thì đó. Trái tim bạc bên kia có rất nhiều trò chơi vui lắm đó, mà vẫn còn đi chơi nữa là không được vô lễ như vậy. Không sao đâu, chỉ cần đại ca vui là được rồi. Chúng ta đi thôi, hả? Dạ. Chúng ta đi. Đúng rồi, ném lại lần nữa đi, nhanh lên. Hay quá. Đúng rồi, rất là lợi hại được đó. Phải rồi, sao Quý tỷ lại về sớm vậy chứ? Tối nay có người đặt bàn tiệc ở Lan Quế Phường, cậu ấy làm gì yên tâm được. Cô cũng biết tỷ ấy rồi. Ê, đại ca, chúng ta đi phía trước coi thử nha. Đi thôi, nhanh lên. Trời ơi, nhanh lên đi. Con muốn con diều hả? Mẹ nhanh lên. Tới rồi. Con này nè. Được. Đi nhanh lên đi. Chạy nhanh lên. Chưa có đủ nhanh. Nhanh hơn nữa. Nhanh lên. Cố lên. Nhanh lên đi. Tử Lạc cố lên. Ôi trời ơi, Trái bí mập, Quỳnh kéo giùm nó, đi kéo sợi dây đi. Trời ơi, chưa có nhanh lắm đâu. Nè, để Thúc giúp con nha. Nhanh lên. Để mẹ giúp cho. Nhanh lên. Tử Lạc. Ê, Tử Lạc, có sao không? Con sao vậy? Có sao không? À, không sao chứ. Đứng dậy. Nè, đứng dậy. Đứng dậy. Nhanh lên. Hả? Được rồi, tiếp tục. Nè, bay lên. Chúng ta cũng đi thôi. À, nhanh quá. Ê, bay cao rồi nè. Đẹp chưa? 1, 2, 3. Tử Lạc à, chưa có vui không? Vui lắm. Cái bí mật. Hả? Nếu như Thúc là cha con thì tốt biết bao. Cái gì? Cha con từ trước tới giờ chưa bao giờ mua nhiều cho con đó. Tử Lạc, không được nói lung tung. À, không sao, trẻ con có biết cái gì đâu. Quỳnh nhìn gì vậy? Thật là ngại quá. Tại hạ vô ý mạo phạm cô. Tôi nhìn thấy một con bướm phượng bay qua bay lại trên đỉnh đầu của cô. Tôi nhất thời hiếu kỳ nên đã nhìn lâu một chút. Bướm phượng? Phải đó. Tương truyền những ai nhìn thấy bướm phượng sẽ có được mối nhân duyên tốt đẹp. Quỳnh suốt ngày cứ lấy cái cớ này để trêu ghẹo con gái đúng không? Vậy thì không phải. Cô đừng bao giờ hiểu lầm tôi. Thật ra truyền thuyết của bướm phượng là có điển cố đó. Nhưng mà nếu nói ra thì dài dòng lắm. Từ từ tôi sẽ kể cho cô nghe. Nhìn cái gì vậy? Hả? Không có. Lúc nãy nhìn thấy một con bướm đậu trên đầu cô. Tôi nhìn một cái thôi mà. Vậy hả? Nó bay đi mất rồi. Trái bí mật. Hả? Chúng ta đi chơi thôi. Con còn sức chơi nữa sao? Tất nhiên là có. Chào ta giới. Nè, hết hơi rồi. Trời ơi, mệt thiệt đó. Nè, nhanh lên. Nhanh lên. Dạ nhanh lên. Nhanh hơn nữa đi. Nhanh hơn. Trời ơi, cẩn thận cô chừng. Các vị tới đây để hỏi thăm chuyện của đại sư huynh. Huynh ấy là đệ tử đầu tiên của sư phụ, làm việc rất chăm chỉ, tay nghề là giỏi. Xưởng nhuộm là nhờ có huynh ấy chèo chống đó. Chỉ là thế nào? Đại sư huynh không mấy an phận. Làm sao không an phận? Thật ra trước giờ đại sư huynh ấy rất thích bà chủ. Chúng tôi đã rất nhiều lần khuyên huynh ấy đừng suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng huynh ấy không nghe. Đúng vậy. Huynh ấy còn nói chờ sau này ông chủ chết, huynh ấy sẽ có thể cùng bà chủ ở bên nhau suốt đời luôn. Vậy bà chủ các người có biết chuyện này không? Bà chủ thì đúng là có biết chuyện này đó. Biết huynh ấy suy nghĩ lệch lạc, còn nói huynh ấy rất nhiều lần. Huynh ấy cũng không nghe. Tất cả chúng tôi ở đây đều biết chuyện này luôn. Nhưng mà bà chủ cũng có bản lĩnh thiệt. Không những trước giờ quản lý cả cái xưởng nhuộm mà ở bên ngoài cũng giỏi lắm. Nhiều vụ làm ăn lớn cũng do bà ấy mang về đó. Nè, mấy người làm việc kiểu gì vậy hả? Lô hàng giải tháng trước của Quỳnh viên ngoại, bây giờ người ta đòi trả hàng kia. Hai người còn lòng dạ ở đó tán dốc nữa hả? Khoan, hãy nói trả hàng phải đền bao nhiêu tiền cho người ta. Còn nữa nha, làm lại một lô giải mới phải mất bao nhiêu thời gian, phải lỗ bao nhiêu tiền. Mấy người có biết hay không? Xin lỗi bà chủ. Xin lỗi bà chủ. Còn không mau đi làm việc đi. Dạ. Đi. Nghe những công nhân lúc nãy nói, cái chết của Đặng Gia Phúc rất có khả năng chính là người trong xưởng nhuộm làm. Hung thủ có thể đang ở bên cạnh chúng ta. Rất có thể chính là người đã nghe trộm chúng ta nói chuyện ở ngoài phòng khách đêm hôm qua. Huynh khẳng định đêm hôm qua có người ở bên ngoài sao? Hôm qua lúc tôi khám xét sân trước, đã phát hiện có rất nhiều dấu chân bừa bộn. Nhưng vậy mà ngay cạnh cửa phòng khách lại có một dấu chân hơi nhỏ. Nếu như tôi đoán không lầm thì đó chắc là của Du phu nhân để lại. Không phải chứ. Suốt cả ngày hôm qua Du phu nhân đều đi ra đi vào, để lại dấu chân cũng không phải là lạ. Không đúng. Những dấu chân khác đều là kéo dài ra bên ngoài, còn những dấu chân kia lại kề sát vào nhau. Rõ ràng là có người dừng lại ở bên cạnh cửa. Vụ án này đúng là quá nhiều điểm đáng ngờ. Đáng lẽ chúng ta tới đây là để tìm ra manh mối của Mi Tâm Nhất Đao, không ngờ lại phát sinh ra tình tiết mới. Cô cũng để tâm vụ án Bắc Hiệp quá ha. Quỳnh nói cái gì vậy? Tôi chỉ là hy vọng có thể sớm phá án mà thôi. Nếu như bây giờ chúng ta đã gặp phải mệnh án thì phải nên chú tâm vào vụ án này. Bây giờ có thể khẳng định là hung thủ sát hại Đặng Gia Phúc với vụ án giết người hàng loạt ở Khai Phong không phải là cùng một người. Vậy hung thủ là ai? Lẽ nào Quỳnh nghi ngờ là Du phu nhân làm sao? Không thể nào. Du phu nhân tại sao phải giết chết Đặng Gia Phúc? Bà ta khó khăn lắm mới chèo chống nổi cả cái xưởng nhuộm, mà Đặng Gia Phúc lại là trụ cột của xưởng nhuộm. Bà ta rõ ràng là không có động cơ giết người mà. Ông chủ Tiền, chuyện tôi nhờ ông phải làm cho xong giùm tôi đó. Được, không thành vấn đề, Vô đủ mà. Lấy tôi cái này đi. Tặng một cái đậu phộng. Vô đủ màu đấy. Đồ đẹp quá. Ông chủ, có thạch tính không? Cho tôi 2 lượng. Chờ chút. Trưởng quầy à, vị Du phu nhân lúc nãy tới mua loại thuốc gì? Chúng tôi là khách của xưởng nhuộm Du phu nhân. Cô ta mắc phải căn bệnh giống Du phu nhân, cho nên muốn hỏi Du phu nhân đã bào chế loại thuốc gì để hút thuốc đúng bệnh. Hả? Các vị mắc phải căn bệnh gì? Phải dùng thạch tính làm dược dẫn gì? Thạch tính? Ngọc Lan, bà đi đâu rồi? Tới đây. Ngọc Lan. Không thể nào. Sao trong tất cả món ăn đều không có độc chứ? Bà nói đi, cả ngày hôm nay bà làm gì? Nói mau đi. Không phải tôi đã nói với ông rồi sao? Có hẹn với ông chủ họ Tiền bàn chuyện làm ăn. Chỉ bàn chuyện làm ăn đơn giản như vậy à? Không thôi ông tưởng là sao? Nhìn xem. Nói mau, bà bên ngoài có đàn ông khác đúng không? Mấy thứ này có phải người đó tặng bà không? Ông lại thừa lúc tôi không có ở nhà lục lọi đồ của tôi. Sao đây? Bà có rất nhiều đồ không thể cho người khác biết à? Nói mau, thật ra bà có người khác bên ngoài không? Tất cả những thứ này là tôi lấy tiền của chính mình mua đó. Nói bậy! Không phải bà nói xưởng nhuộm trước giờ làm ăn khó khăn hay sao? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ông muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Nhưng mà ông yên tâm, tôi không lấy cái chết để tỏ rõ trong sạch đâu. Bà! Con mụ rằng bà thôi! Ông muốn nổi cáu đúng không? Được rồi, vậy thì ông cứ ở đây nổi cáu một mình đi nha. Tôi đây đã nhiều việc lắm rồi, không có thời gian cãi với ông đâu. Bà đứng lại cho tôi. Bà, con mụ đanh đá này, bà đứng lại. Bà đứng lại cho tôi. Từ từ. Nào. Ông không sao chứ? Không sao. Sao các vị lại ở đây vậy? Chúng tôi sợ là Du phu nhân với ông. Tôi không sao. Các vị ra ngoài đi. Tôi muốn được yên lặng một mình. Thế nào rồi? Có động tĩnh gì không? Vẫn chưa có. Nhưng mà tôi tin là Du phu nhân rất nhanh sẽ có hành động thôi. Tại sao? Cô vẫn cứ một mực khăng khăng chuyện này là do Du phu nhân làm. Lẽ nào huynh không cảm thấy bà ta có lý do để giết người sao? Thứ Du phu nhân lo lắng nhất chính là cái xưởng nhuộm một tay bà ta kinh doanh. Cho nên tuy là Đặng Gia Phúc trước giờ có suy nghĩ không yên phận với Du phu nhân, nhưng mà vì xưởng nhuộm, Du phu nhân vẫn cứ nhịn để đó. Còn Du Văn Chính, bởi vì ông ta không thích thê tử xuất đầu lộ diện bên ngoài, một lòng muốn kết thúc chuyện làm ăn ở xưởng nhuộm. Những gì hai người này làm đều là những việc Du phu nhân không thể nào tha thứ. Như vậy bà ta vì giữ lại tâm huyết của mình mà giết người cũng đâu khó để lý giải, có phải không? Những gì cô vừa nói cũng không phải vô lý. Nhưng mà sự án đòi hỏi phải có chứng cứ. Cho dù bà ta có đầy đủ nguyên do cũng không thể nhận định bà ta là hung thủ được. Nhưng mà cũng đâu có chứng cứ nói rõ bà ta không phải là hung thủ giết người. Nói chung là tôi cảm thấy phán đoán của tôi là đúng. Được rồi, khuya lắm rồi. Cô đi về trước đi. Không phải đã nói canh hai mới thay ca sao? Ban đêm gió lớn, ở đây có tôi. Cô đi về trước đi. Vậy huynh cẩn thận một chút đó. Đuổi theo. Ngươi là ai? Không liên quan tới ngươi. Ta tới chỉ để nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay ta không giết được Du Văn Chính, những người khác cũng sẽ giết. Nếu biết điều thì kêu Âu Dương Xuân ra đây, đừng trốn chui trốn đuổi nữa. Hả? Đứng lại! Đừng đuổi nữa. Quay về xem Du Văn Chính thế nào. Ông chủ Du! Ông chủ Du! Ông chủ Du à! Ông! Hai vị có chuyện gì gấp à? Hai vị nói có người muốn giết tôi. Theo những gì người áo đen kia nói, hắn muốn mượn việc giết hại những người đã từng giúp Âu Dương Xuân, ép ông ta hiện thân. Trần Minh và Triệu Quân bị mất mạng là do như vậy. Không ngờ tôi mai danh ẩn tính nhiều năm nay, vậy mà vẫn không thoát khỏi những ân oán giang hồ. Ông chủ Du, dự tính của ông sau này thế nào? Xem ra tôi và Ngọc Lan đành phải tạm thời rời khỏi Kinh Châu. Nếu muốn giải quyết sự việc này, chỉ có thể nhanh chóng tìm ra tung tích của Bắc Hiệp mới là thượng sách. Triển đại ca, huynh điều tra được gì rồi? Tôi đã hỏi người của Du gia và những người xung quanh, đều nói không thấy nhân vật nào khả nghi xuất hiện. Còn cô? Tôi đã tới xưởng nhuộm hỏi thăm qua rồi, vẫn không có chút manh mối nào hết. Đêm qua tôi đánh nhau với người áo đen kia, phát hiện võ công của hắn tuy không tệ, nhưng vẫn chưa đến nỗi có thể dễ dàng giết chết Trần Minh, Triệu Quân. Thứ mà hắn dùng cũng đâu phải là Tuyết Ẩm Đao Pháp. Làm sao cô biết hắn không phải sử dụng Tuyết Ẩm Đao Pháp? Từ sau khi Trần Minh bị giết, tôi đã có hỏi thăm một số cao thủ, cộng thêm việc đêm hôm qua đã đánh nhau với người áo đen, cho nên tôi cảm thấy hắn rõ ràng không biết Mi Tâm Nhất Đao. Bây giờ chỉ có thể xác định Chỉ có Đặng Gia Phúc không phải chết bởi tuyết ẩm đao pháp. Còn người áo đen này cũng không phải sát thủ liên hoàn. Hắn muốn giá họa vụ án ở đây cho người khác, đánh lạc hướng chúng ta. Vậy Du phu nhân... Bà ta chắc chắn không phải là người áo đen. Người áo đen này rốt cuộc là ai đây? Mục đích là gì? Cô làm sao vậy? Không có gì. Tôi nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi. Đi về đi, bên ngoài gió lớn. Được. Lưu Bổ khoái quan quá đi. Tôi thực sự không có giết người mà. Có quan cho bà hay không? Đi về Gia Môn rồi sẽ biết. Dẫn đi. Xảy ra chuyện gì? Triển đại nhân, vừa nãy chúng tôi phát hiện thi thể của ông chủ kho bạc lớn nhất trong thành Tiền Thông. Nguyên nhân chết giống như Đặng Gia Phúc, đều là mi tâm nhất đao. Theo các bá tánh xung quanh nói, lần cuối cùng họ nhìn thấy Tiền Thông là ở trong một tử quán. Lúc đó ông ta đi cùng Du phu nhân đi. Lúc đó tôi đi tìm ông ta bàn chuyện làm ăn. Qua giờ ngọ là tôi đã rời khỏi tử quán. Sau đó là không còn gặp lại ông ta nữa. Hơn nữa, tôi với ông ta không thù không oán, tại sao tôi phải giết ổng chứ? Chúng tôi đã hỏi tiểu nhị của tử quán và những người liên quan. Được biết xưởng nhuộm nợ Tiền Thông một khoản tiền lớn. Tiền Thông lấy cớ đó uy hiếp, thường xuyên mượn cớ đó gần gũi bà, cho nên... Im miệng! Lẽ nào quan phủ các người xử án là nhờ suy đoán vô cớ, ngậm máu phun người sao? Dù lão gia, chúng tôi cũng chỉ tra hỏi theo thông lệ thôi. Được rồi. Vậy tức là không có chứng cứ thực sự. Ngọc Lan đã nói rồi, bà ấy không liên quan tới cái chết của Tiền Thông. Các người không có chứng cứ thực sự, có thể đi được rồi. Được rồi, các cậu quay về trước đi. Triệu đại nhân, mời. Kỳ lạ, tên Tiền Thông này tại sao lại chết bởi mi tâm nhất đao chứ? Cái chết của ông ta với cái chết của Đặng Gia Phúc có phải giống nhau hay không? Tên hung thủ đó lại là ai? Bây giờ cả quan phủ cũng nghi ngờ Du phu nhân. Du phu nhân rốt cuộc có phải là hung thủ giết hại Tiền Thông hay không? Nếu như bà ta là hung thủ, vậy thì người áo đen trước đó lại là ai? Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Có độc. Là ba. Vào đi. Ủa, Minh Nguyệt, tìm tôi có việc hả? Quế tỷ nói Quỳnh không được khỏe, cho nên cố tình đến thăm Quỳnh đó. Tối hôm qua uống rượu sai, quên đắp chăn, mới sáng sớm thức dậy nhảy mũi vài ba cái. Không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe thôi. Ê, Quế tỷ này cũng thiệt là, đúng là việc nhỏ xé ra to mà. Tỷ ấy cũng là quan tâm Quỳnh thôi. Đừng có nói nhiều nữa, mau ăn đi kẻo nguội. Được. Ý, cháo ngũ cốc. Sao hả? Không thích sao? Không phải. Nhớ lại lúc trước, những lúc tôi bị bệnh, người ở nhà cũng nấu cháo ngũ cốc cho tôi ăn. Vậy sao? Cảm ơn cô. Không cần khách sáo, ăn đi cho nóng. Được. Ê, đẹp thật đó. Vậy sao? Cũng khá giống cây của tôi, Quỳnh xem nè. Xin lỗi. Tôi xin lỗi nha. Trời ơi, hư mất rồi. Vậy phải làm sao? Để tôi mua cái khác cho cô ha. Không cần đâu, cũng đâu có phải vật gì quý giá. Quỳnh ăn nhanh lên đi. Vậy thì thật là ngại quá. Ăn đi, còn phải uống thuốc nữa. Được. Nhanh lên đi. Tỷ mua lồng đèn đi tỷ. Cái này đẹp nè. Minh Nguyệt. Ê, Quế tỷ, sao trùng hợp vậy? Trời ơi, tôi cố tình đến đây tìm cô đó. Tìm tôi? Nhị thúc có nói thúc ấy làm hư cây cài tóc của cô, kêu tôi cùng cô đi mua cây khác. Hả? Không cần đâu, là tự tôi không cẩn thận làm hỏng mà. Không được đâu, thúc ấy nói phải đi mua cho cô đó. Tiền... trời ơi, phía trước có một cửa hàng trang sức, tôi dẫn cô đi mua nha. Đi thôi. Không cần đâu. Chắc chắn phải mua, thúc ấy nói rồi, chắc chắn phải mua. Cửa hàng ở ngay phía trước kìa. Không cần thật mà. Ấy, mau qua đó xem thử đi. Khổ nạn mà thúi, còn không trả tiền thì đừng trách ta không khách sáo với bà. Đại gia, tôi thật sự không có tiền mà, cho tôi thêm vài ngày có được không? Tôi cầu xin ông đó. Bà mà cũng đánh nữa, đúng là quá đáng. Khổ nạn mà thúi, không trả tiền phải không? Xem ta đây xử lý bà thế nào. Có sao được? Trời đất ơi, đánh hoài vậy. Đánh vậy ai chịu cho nổi chứ? Làm gì vậy? Con mụ này thiếu tiền của tôi. Thiếu nợ trả tiền, không trả thì đánh thôi. Tôi không cần biết bà ta có thiếu tiền ông không, nhưng ở ngoài đường đánh người là không đúng rồi. Đồ bán nam bán nữ, cô là ai chứ? Ngươi làm cái gì vậy? Cổ mắt không trồng hả? Ngươi hỏi cô ta là ai? Nói cho ngươi biết, cổ được hoàng thượng khâm điểm, nữ bổ khoái. Muốn ta đưa hết các người về Nha Môn hả? Còn không cút. Hôm nay con như bà gặp may. Đi đi. Người này đúng là ác độc mà. Đệ tổ, cô không sao chứ? Đứng lên đi. Đa tạ nha rồi. Đa tạ hai người. Dịp của ta về nhà trước đi. Được đi thôi. Đi đến chỗ của tôi đi. Đi. Trời ơi, từ từ thôi. Cô chịu mắc nghẹn đó. Trời ơi, Minh Nguyệt nói đúng đó. Cô cứ từ từ, đừng có gấp. Ở chỗ của tôi cô muốn ăn bao nhiêu cũng được hết. Đa tạ nha. Thật sự đa tạ hai người. Đã mấy ngày nay tôi không được ăn gì rồi. Đúng rồi, sao cô lại nợ tiền của tên ác bá đó vậy? Nhìn cô không giống người bản địa. Quê cô ở đâu vậy? Quê của tôi ở Định Châu. Bởi vì gặp lũ lụt mất mùa, tôi không còn cách nào khác mới tới Khai Phong. Vậy tướng công cô đâu? Tướng công của tôi vì cuộc sống trở thành thảo khấu. Kết quả bị kẻ gian hãm hại, bị hạ độc thủ. Vậy cô có con cái gì không? Trong lúc tôi đang mang thai thì đúng lúc tướng công xảy ra chuyện. Tôi vì cứu ông ta đã không giữ được đứa con. Tướng công và đứa con đều mất rồi. Tôi cũng không muốn sống nữa. Tôi muốn chết đi cho xong kiếp hèn. Nhưng mà trước khi tướng công tôi chết đã nói với tôi nhất định phải cố gắng tiếp tục sống. Tôi đành phải tiếp tục kiên trì. Trước giờ tôi sống rầy đây mai đó, tới đâu cũng bị ức hiếp. Cô đừng có lo lắng, cũng không cần phải buồn. Bây giờ cô đã tới đây rồi thì cô yên tâm đi. Cô chỉ mong có chỗ để ngủ ngày ba bữa, có đúng không? Đúng lúc chỗ tôi đang cần người giúp việc. Nếu như cô không chê thì cứ ở lại đây. Tôi có thể đảm bảo là không có ai ức hiếp cô. Thật sao? Vậy tôi xin lại tạ bà. Đừng có như vậy, đừng có như vậy mà. Mau đứng lên đi. Người khác tôi không dám nói, nhưng mà tôi đây cũng là một người phải nuôi con để sống qua ngày. Chỉ cần mạnh mẽ, cho dù chỉ còn một mình cũng phải cố gắng tiếp tục sống. Nào, mau ngồi xuống đi. Nè, ăn đi, ăn đi. Cô ăn đi. Đa tạ hai người. Đa tạ. Mở cửa. Con mụ thối. Con mụ thối, mau mở cửa đi. Đừng có tưởng trốn là tôi không tìm được bà. Mở cửa. Mở cửa. Trời đất ơi, là ai vậy? Tránh ra đi, tránh ra, để quan phủ làm việc, tránh ra, tránh ra đi. Hả? Âu Dương Xuân. Hả? Bao đại nhân, thuộc hạ đã cùng Mã Hán đi hỏi thăm khắp nơi rồi. Sau khi tìm hiểu sơ bộ, tạm thời vẫn chưa tra ra được lai lịch và địa điểm của chiếc xe ngựa đó từ đâu. Ngọ Tác cũng đã mang kết quả khám nghiệm tử thi đến. Nạn nhân này cũng chết bởi mi tâm nhất đao. Ông khẳng định chí mạng là mi tâm nhất đao sao? Chúng tôi đã kiểm tra tỉ mỉ rồi. Trên người nạn nhân không hề có vết thương nào khác. Chỉ có một vết thương ở trên ấn đường. Bất kể lớn nhỏ nông cạn, cũng đều giống y không khác chút nào với những nạn nhân kia. Ê, có điều tra được nạn nhân là ai không? Chuyện này nói ra rất kỳ lạ. Nạn nhân của lần này là một tiểu ác bá của Khai Phong. Theo như điều tra của chúng tôi, hắn không có chút quan hệ gì với Bắc Hiệp hết. Mặc kệ hắn có quan hệ hay không, bây giờ sự việc đã làm náo động đến Khai Phong phủ rồi. Không phải mọi người nói mi tâm nhất đao đó là đao pháp độc môn của Âu Dương Xuân đó sao? Tôi thấy nên lập tức hạ lệnh bắt hắn về quy án, hỏi cho ra lẽ. Hey, chờ một chút, chờ một chút. Cái tên Âu Dương Xuân gì đó, cô vừa nói. Nghe nói hắn đã mai danh ẩn tích trên giang hồ rất nhiều năm rồi. Lần này rất có khả năng người khác đã giá họa cho hắn. Nếu tùy tiện đi bắt hắn về đây, như vậy có vẻ hơi liều lĩnh đó. Bây giờ đã chết rất nhiều người rồi, còn muốn thế nào nữa? Có phải Quỳnh muốn chết thêm người nữa mới yên tâm không? Những gì Minh Nguyệt nói cũng không phải vô lý. Công tôn tiên sinh lập tức truyền đạt một bản công văn, lập tức truy nã Âu Dương Xuân. Tuân lệnh. Bao đại nhân, lần này các cậu đi Lương Châu có phát hiện gì không? Chúng tôi có hỏi thăm ở Lương Châu, phát hiện Tư Đồ Hùng sớm đã mắc bệnh khó chữa, đã qua đời từ một năm trước rồi. Chúng tôi thấy manh mối đã đứt, cho nên lập tức quay về. Dọc đường đi ngang Kinh Châu, đáng lẽ định tìm Triển đại ca với Thắng Nam hợp mặt, nhưng mà tìm hoài không thấy họ. Chúng tôi cũng có hỏi thăm, họ đã sớm rời khỏi Kinh Châu rồi. Ủa? Triển đại ca không ở đây hả? Quỳnh đã với Thắng Nam vẫn chưa về đây. Hả? Như vậy họ phải về tới Khai Phong sớm hơn chúng tôi chứ. Chắc không phải họ xảy ra chuyện gì chứ.